So hôm nay Alex sẽ chia sẻ cho mọi người cách dip những cái bột mà nó không có được mận cho lắm. Có nhiều bột đó. Ví dụ các bạn mua một set bột về thì nói chung nó cũng phải có một hai màu, nó rất là khó để khi mà mình dip đó. Có nghĩa là nó kim tuyến nó hơi nhiều, hay là đại khái như là cái fishman nó khó tan trong những cái thể loại chất khác nhau, thì trong thể chất giống như clear và đại khái vậy. Thì hôm nay thì anh là sẽ hướng dẫn mọi người cách mà dip theo cái kiểu mà cái màu nó không có bị đùng. Cái thứ hai nữa thì ngày hôm qua thì anh là sẽ dip cái kiểu mà clear 7 7 có nghĩa là clear level 7, thì hôm nay là sẽ dip cho các bạn cái kiểu khác. Cái kiểu khác là dip theo kiểu clear 9, và cái màu thứ nhất là 9, cái màu thứ hai là 10. Đó, thì Alex sẽ chia sẻ cho mọi người cách dip này. Thì còn thấy cách nào mà hay nhất? Và thường thường á, thì cái nail này thì nó hơi bị angle, có nghĩa là ở giữa này này, có nghĩa là hơi wide up a little bit, thì nó có một hai ngón bị thôi. Thì trong quá trình này thì Alex sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm sao để cho khắc phục những cái tình huống như vậy. Đó, để mình không có bị anh Ryan bỏ là có những bị lock đấy nha anh Ryan đó. Đó, thì mình đó. Trong cái thời gian chờ đợi thì bây giờ Alex sẽ dụ cái nhám trước. Để làm gì? Các bạn biết á, bột dip á thì nó cũng rất là dễ, và đa số nhiều người dip tại sao bị leak ở trong cái đồ móng này mà không biết nguyên nhân tại sao mà bột nó không có dính. Và cái thứ hai, khi các bạn dip, các bạn làm sao cái bột nó không được đều ở trong cuticle. Cái thứ hai nữa là khi các bạn quạt cái lớp bay cái số 2 á, anh lại thấy đa số nhiều người quạt hay bị thiếu, có nghĩa các bạn bỏ vô nhưng mà nó không đủ cái độ dày, nó chỉ đủ ở dưới này thôi nhưng mà ở trong này nó không có đủ. Cái bay top coat khi các bạn sơn slack nó khác với bột dip, nó khác ở chỗ là nếu các bạn sơn mà ví dụ ở trong cuticle nên nó không đủ độ dày giống nhau, thì hồi các bạn dip lên bột sẽ bị chỗ lạc chỗ đậm đó. Và các bạn phải lưu ý ở cái điều đó. Thì khi cái quá trình các bạn làm như vậy thì anh sẽ có cái đầu dũa này này, anh sẽ phân tích cho mọi người hiểu được cái nguyên nhân tại sao và cái happen tại sao nó bị như vậy đó. Thì trong cái thời gian chờ đợi thì các bạn có thể bấm vui lòng share cái video cho anh nha. Rồi các bạn thấy không, đây là những cái da để đại khái cô khách này là cô có những cái da chết ở trong người ra này ha. Anh phải link kỹ ra hết đó. Cái tay của cô ấy rất là mỏng, tay cô ấy rất là mỏng, nó không có dịu giống như tay khác. Nhưng mà cô này là cô không có chịu đắp bột hay là chịu cái kia. À, thì hôm nay Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách dip theo cái kỹ thuật của Alex. À, thì Alex hy vọng một cái video nhỏ này có thể giúp cho những bạn nào mà hay bị. Các bạn thấy không, đôi khi Alex chữa nhám rồi nhưng mà thật sự những cái da chết nó chưa có ra hết. Các bạn cứ nghĩ nó sẽ còn nằm đó nhưng thật sự chưa có ra hết. Nên bởi vậy mình phải liên tất cả những cái opportunity, có nghĩa là những cái da trong này này đó, những cái da này là sẽ làm cho cái chai số 2 của các bạn á nó không có hòa kết với món thịt mà nó không có dính vô. Nên bởi vậy khi các bạn dip vô nó bị thiếu là như vậy ha. Rồi bây giờ Alex sẽ dũa nhám thật kỹ ha. À, và cái điều thứ hai Alex muốn nhấn mạnh là ở chỗ là cái line ở chỗ này này, các bạn nhớ cái line ở chỗ này này nó rất là quan trọng. Thì các bạn không dũa kỹ á, hồi nó sẽ bị sọc, nó sẽ bị cắt thì nó rất là xấu, nó không có điều đó. Nên lấy là sử dụng một cái đồ dũa khác, không phải cái đồ dũa này. Nó sử dụng cái đồ dũa này, Alex sẽ link tất cả những cái đường link ra hết. Sau Alex sẽ link tất cả những đường ra hết này ha, để làm gì, để cho cái nail base, cái nail thiệt nó kết nối với nhau đó, để khi mà mình dip nó không bị lòi ra và nó sẽ rất là mướt. Đôi khi các bạn nhớ, các bạn có thể các bạn sơn đẹp nhưng các bạn không dũa cái link ra, thì khi các bạn quẹt cái cọ lên thì những cái keo nó sẽ động lại trong những cái khe hở đó, và những cái khe hở đó nó sẽ làm bột cho bị đùng. Đó. Nói chung thì Alex sẽ nêu từng chi tiết cho các bạn hiểu là cái nguyên nhân tại sao. Đó. Nên khi Alex làm cái gì Alex rất là kỹ. Đó. Mình phải coi lại những cái cách của mình làm, mình bị sai chỗ nào và tại sao nó bị như vậy. Sau còn heo, xong Alex sẽ phủi bụi hết ha.
thường thường á thì các bạn biết á, có nhiều cái vụ nhám các bạn nó bị nhám quá, có thể là cái móng nó dày quá, thì Alex sẽ lấy một cục buffer này, Alex đắp phờ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thế này thôi, để làm gì, để cho cái chỗ này nó mượt, nó không có bị gồ ghề. Và cái thứ hai, cái bột các bạn lên cái màu nó không có bị dịch, nó không có bị giống như bị xước xước xước. Các bạn phải đánh nhẹ thôi ha, các bạn không cần phải đánh lên cuticle. Đây là cách mà mình sẽ làm cho nó hai cái nó hòa tiết với nhau. Các bạn thấy rõ không? Ok, xong rồi ha. Xong rồi bây giờ Alex sẽ phủi bụi ra. Phủi bụi sạch sẽ hết. Và cái này cũng vậy. Ok, đây là hộp bột clay ha. Và đây hôm nay Alex sẽ dip cái màu này. Cái màu thì có thể hơi khó dip một xí, nhưng mà Alex sẽ... Cái khó ở chỗ nào là chia sẻ cho mọi người xem nha. Cái bột đó, mà nó dễ là dễ chỗ này. Khi còn đổ bột xuống còn thấy không? Khi còn đổ bột xuống nó chạy. Mà có cái bột này có đôi khi có nhiều cái màu á, cái pigment nó rất là nó cái pigment chứ không phải bột clay, cái pigment nó hơi bị ướt, có nghĩa là nó khô nên là làm cho cái bột mình hơi khó dip một xí. Thì những cái này nó khó dip hơn những cái này. Thì anh sẽ phân tích cho mọi người hiểu khi còn dip thì không kỹ thuật nào không bị. Rồi, mọi người chuẩn bị chưa? Thường quá bột, các bạn nhớ mà bột nó bị hơi khô quá thì các bạn bỏ những cái hũ bự còn lắc nó sạch ha. Thì anh là chuẩn bị chai 3 số. Ok, các bạn chuẩn bị chưa? Anh sẽ bỏ cái bon nó hết sạch sẽ. Nhớ nha, phải bỏ liên tất cả rất là sạch, nhớ là đừng để cho ra ngoài ha. Mọi người có thể bấm giúp anh là bấm share cái video này được phải không? Đây kia mọi người rất là nhiều ha. Rồi, anh lại không đụng tới hộp bột này, anh lại chỉ đụng tới hộp bột clear thôi. Dip thì các bạn có thể quét hai ngón một lần, một ngón một lần cũng sao hết ha. Các bạn nhớ nha, khi mà cái kỹ thuật các bạn lấy cái keo lên, cái đầu tiên nó rất là quan trọng. Cái chỗ đầu tiên là nó sẽ làm cho điều hết, mà các bạn lấy vì thiếu keo thôi là cái chỗ nó sẽ bị nha. Bạn thấy không, nhấp nhấp chỗ này hai ba cái để cho nó dày nè ha. Xong mình mới keo xuống. Keo xuống. Cái bên này cũng vậy, nhấp nhấp vài cái. Còn kéo xuống, các bạn nhớ nha, nhấp vài cái kéo xuống, các bạn đẩy nhẹ vô khi được cổ lật ra, các bạn đánh này đẩy nhẹ vô khi được cổ lắc ra, bạn thấy không, nó rất là mịn. Và cái thứ hai nữa, ok, bây giờ Alex sẽ đếp ngón tiếp theo đó. Nếu mà có nhiều cái loại keo nó khác nhau, thường thường là keo S&S rất là mau khô. Nếu các bạn nào mà làm không kịp thì có thể mình đếp một ngón, có nhiều loại keo thì nó lâu khô thì mình dip hai ngón tùy theo kỹ thuật của mình nha. Nên các bạn làm, khi mình làm một cái bộ bột hay là mình làm cái gì đó, mình phải tìm ra nguyên nhân tại sao trước để mình biết, để khi mà mình trường hợp mình tránh. Tại khá như mỗi cái hãng mỗi khác nhau đó, nên cái khấy mà trong cái ngành của mình đó là mình phải khám phá ra những cái khuyết điểm, tại sao nó bị như vậy để mình cố gắng mình khắc phục. Các bạn thấy cái lớp đầu tiên là lấy đây nha, anh sẽ lấy rất là dày. Đây là cái cấy mà rất là quan trọng, các bạn nhớ nha, cái lớp đầu tiên nó chỗ mà ở trên này, này thường thường nó bị dịch ở trên, không biết có thể nào nó bị dịch ở dưới được hết á, nó dịch ở trên không, nên các bạn phải lấy cái lớp đầu tiên cho nó đều và cho nó đẹp ha. Tiếp xuống cái nhẹ nhàng lấy ra ha, rồi tiếp tục cái thứ hai. Khi xong rồi á, thường thường ví dụ như có nhiều người khách tay bên này, cái cô khách lại làm việc rất là nhẹ nhàng, mình không cần phải tiếp hai lớp. Nếu mà cô khách này cũng làm việc nặng, cái cách để cảm nhận được việc nặng hay không các bạn nhờ ra đi, ở đây là mình sẽ cảm nhận được. Ok, cái cô qua là thì cổ làm nhà băng nên công việc của bạn chỉ có đếm tiền thôi, nên cổ không có nặng, nên là dip một lớp thôi đó. Anh sẽ phủi ra ha, các bạn nhìn nha, anh lại dip này rất là sát ha, cực kỳ sát. Các bạn biết tại sao mà cỏ các bạn bị hư khi mà các bạn dip xong á, các bạn lưu ý cho lệch á, cái điều mà các bạn nhớ là ở trong hai bên góc này đừng để cho keo dính vào, tại vì bột còn dư thì những cái bột đó khi các bạn quẹt keo lên nó sẽ hư cái cỏ của mình. Bởi vậy tại sao Alex nói cái chai keo nó rất là quan trọng. Cái bột không mắc tiền nhưng mà chai keo rất là mắc. Vì hai chai keo này có thể mua được một hộp bột này. Ví dụ hộp một lột hai hộp 15, ví dụ một hộp 15 đồng thì hai chai keo, ví dụ chai 8 đồng 7 đồng thì hai chai là 15 đồng đúng không? Chỉ cần các bạn dip một lần mà bị không bị gì là nó bị hư, các bạn phải mua chai khác liền. Nhưng cái hộp bột này các bạn dip có thể là tới rất là nhiều người khách, rất là nhiều, có thể tới 30-40 bộ. Nên các bạn lưu ý chai keo mình giữ nó rất là quan trọng ha. Rồi xong, các bạn thấy không, sạch sẽ hết đúng không? Rồi bây giờ các bạn nhìn cách outlet nè,
Alex dip chín clear đúng không? Bây giờ Alex sẽ dip cái bột màu cũng chín luôn. Đó, chín luôn. Ví dụ như nhiều màu mà lạ đó, màu lạ thì các bạn dip chín, mà có nhiều màu đậm, đậm thì các bạn dip 8.5 hoặc gần 9 vậy thôi ha. Xong rồi Alex tiếp tiếp. Cái chả kèo. Các bạn nhớ nha, phải giữ cho keo cho sạch sẽ cho Alex nha, đừng để cho hư nha. Các bạn nhớ cái bước đầu tiên này, khi còn lấy cái keo lên này nhớ nha, phải lấy cho nó là dày, đừng cho nó mỏng quá. Và cái tay của mình này phải bên hai bên cuticle à, chỉ cần các bạn sơn đẹp thôi là các bạn dip đẹp ha, không có gì khó hết. Còn thấy không, khi còn xong rồi đúng không, còn dip này cái đột này hết đó, còn chọt nhẹ xuống nhẹ nhẹ nhàng thôi, còn lấy ra phủi mạnh cái, còn thấy không, nó rất là đều, rất là đều. Rồi tia sáp cho coi ha. Rồi tiếp tục cái chai thứ hai à, các bạn nhớ nha, keo tùy hãng khác nhau nha à, tùy hãng khác nhau nên khi các bạn dip nó rất là quan trọng ha, tùy hãng khác nhau. Các bạn thấy là khi mà lại quẹt này, ví dụ như anh lại quẹt vậy đúng không, anh lại đưa xuống bên này nha, lại cũng đưa xuống, nhưng anh lại bảo đảm sẽ thiếu keo ở chỗ này. Tại vì sao? Không đủ cái lớp keo, có nghĩa là không đủ độ dày à, anh lại sẽ làm lại thêm một lần nữa để make sure là nó có hết tất cả, rồi anh lại sẽ bỏ xuống nhẹ nhàng. Các bạn nhớ cho lại đó là các bạn không được làm gì, các bạn không được quẹt ở đây nhiều quá. Nhiều người nhấp cỏ ở đây này, keo sẽ bị đùng, vì khi keo đây bị đùng sẽ mất xếp. Tại vì sao mà Alex nhận xét được điều đó? Tại vì khi Alex làm bột á, đa số tại sao Alex không bị mất xếp? Mà nhiều người hỏi tại sao khi mà đã bỏ thuốc cốt ra bị mất xếp? Tại vì người ta sơn bị đùng, bị dày quá nên cái xếp nó bị mất. Đó là nguyên nhân tại sao. Đó, nên các bạn phải lưu ý ở chỗ đó cho Alex ha. Các bạn thấy không? Chính phần đất sát ha. Rồi tiếp tục à, tiếp tục. Các bạn nhớ nha, lấy lớp đầu tiên này phải nhiều nha. Phải lấy lớp đầu tiên phải nhiều. Các bạn phải nhắc một hai cái đây này. Để làm gì? Để keo nó nhiều ở trên cuticle. Ở dưới các bạn không cần phải quan trọng lắm, chỉ cần ở trên cuticle đủ keo và độ dày khác nhau. Và nhớ hai cái tay của các bạn phải bên cái cuticle ra, hai cái tay các bạn nhanh ra này, hai cái tay bên ra cái ha. Các bạn dip xuống nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi, búng ra cái, còn thấy không? Đó, rất là đẹp. Các bạn nhớ khi còn dip bột màu các bạn làm vậy, nhưng mà khi các bạn dip fan các bạn phải làm ở dưới này, các bạn không được làm ở đây. Các bạn làm ở đây cái fan, cái bột trắng nó sẽ dịch, nó dịch lên đó. Rồi nói chung thì Alex sẽ nghiên cứu nhiều cái kỹ thuật hay hơn nữa về bột dip. Nói chung thì Alex cũng hơi đam mê một xí rồi đó, nên Alex chia tìm những cách hay hơn nữa để cho mọi người khám phá ra những cái bột dip. Có thể sau này Alex sẽ ra nhiều cái kiểu design đó, cho bột dip. Ok, các bạn thấy không, Alex sẽ đè nhẹ này, đè nhẹ thôi đó. Còn các bạn muốn mua keo dip thì có thể là 2 tuần nữa công ty Alex sẽ ra tất cả những cái hộp chai keo dip ha, sẽ có tới là 4 số ha, nên các bạn nào muốn đặt hàng thì có thể đợi ha. Đó, rồi các bạn lưu ý nha Alex nha. Bây giờ này các bạn thấy không, Alex lấy rất là nhiều này, lấy rất là nhiều. Các bạn nhớ nha, phải dip đúng 9 phần. Tiếp tục. Các bạn nhớ nha Alex nha, nhớ là phải lấy ở trên cuticle phải dày, đừng cho thiếu bột. Nếu mà thiếu bột á thì sẽ bị nhá, nhẹ nhàng thôi. Đó, bỏ vô. Đó. What the bit is using on the cuticle? Oh, this one is the skinny bit, so you can go to my website order it, this one. Ok, các bạn thấy xong không? Rồi cái bước thứ hai nữa là tại sao những người bị dính màu này. Các bạn lưu ý cái cách mà link này rất là quan trọng ha. Các bạn nhìn nó là để cái cuticle sát nha. Các bạn nhìn nha, này. Các bạn thấy nó sát không? Rất là sát ha. Đó, rất là sát. Đó, các bạn lưu ý phải giữ cái xếp cho Alex ha. Đó. À, ngày mai nữa Alex sẽ chia sẻ bạn các bạn cái cách mà làm sao cái bột tiếp rất là cong. À, Alex sẽ có rất là nhiều cách rất là hay. Anh chị em lưu ý nha, hai bên cuticle còn rất là quan trọng này. Các bạn mà không liên kỹ hai bên cuticle, đó là nguyên nhân tại sao các bạn bị dính keo vô cọ, và đó là cái nguyên nhân tại sao mà các bạn bị đùng mà các bạn không biết. Ok, what my website ở jasnail.com, mà các bạn có thể thay cái tên vô giùm Alex được không? Đó, ok, cái thứ hai này. Các bạn hiểu Alex nói không? Đây là cái hộp bột, con thấy không? Cái hộp bột này, này nó khó deep hơn là cái hộp bột này. Bởi tại sao Alex chia sẻ cái hộp bột khó? Cái này cái dễ này, các bạn thấy không? Nó chạy xuống này. Này, nó chạy xuống này. À, nó sẽ chạy xuống này, con thấy không? Nó chạy xuống rất là nhẹ nhàng. À, còn cái thằng này thì nó khó tại cái fishman, cái này nó kiểu này là kiểu của cái kim tuyến, nó rất là khó. À, nên Alex chia sẻ cái khó cho các bạn coi thử ha. Rồi tiếp tục. Khi cái xong các bạn chỉ deep đúng không? Các bạn chỉ deep cái phần còn lại là cái phần 10 nhá. Cái phần 10 đó, cái dip kiểu dip này là giống như là kiểu mà cái lưu tròn tròn vậy á. Đừng có dip 8 phần mà dip gần 9 phần nha. Đó. Bỏ lên, đè nhẹ vô thôi, còn thấy không? Lấy ra đó. Cái độ dày bột hay không dày là anh thua là mình giữ cái tay lâu hay không nha.
Đó, tiếp tục nha, nhớ các bạn nhớ nha, phải lấy keo ở trong góc cho lịch rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Các bạn nhớ là ở dưới này các bạn phải kéo cọ rất là nhanh nè, nhớ là không được nhấp cọ, nhấp là nhấp chỗ nào, đừng nhấp cho phải nhấp nhiều quá đó. Các bạn nhấp ở đó là coi như là cái thiệt thòi của các bạn khi các bạn làm dip, tại vì sao nó sẽ bị đùng. Đó, lưu ý nha, nó sẽ bị đùng. Hai mình mà dip bên pen này bị lem qua bên xe thanh, mà mình lem dip pen này bị lem bên bên kia là sao, mình dip bị pen tay này, bên tay này bị lem là sao, có tay này qua tay bên kia hả, cái tay này qua bên kia là cái, có thể là em sẽ keo bị em đẩy keo bị ra ngoài á, keo bị ra ngoài nên nó bị đó, lưu ý nha. Các bạn thấy không, này nó sát không, này Alexander này nó rất là sát đó. Các bạn nhớ nha, sát nhưng mà ở trên là phải đủ keo, nó chứ không phải là thiếu keo đó, rất là quan trọng ha. Thường thường là bị đùng á, tại vì các bạn sơn khi các bạn nhấp nhiều quá và cái chỗ này nhiều keo quá, chỗ ít keo quá thì nó sẽ bị đùng, nhớ nha, nó sẽ bị đùng ha. Các bạn thấy không, này Alexander sát thì các bạn thấy không, nó rất là sát đó. Các bạn thấy Alexander show tất cả những cái guốc order squalid cho các bạn coi ha, Alexander đẩy cho nhớ rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng đó, đẩy xuống thôi đó, rất là nhẹ nhàng ha. Trời ơi nó hồi quá thế này, đóng cửa này, xuống đóng cửa hồi quá. Ok các bạn thấy không, rất là nhẹ nhàng ha. Xong rồi cái quá trình trong này các bạn xong đúng không, các bạn đẩy cái keo lại cho lệch. Thường thường á, thì có nhiều ngón á, cái màu nó guốc á, thì còn có nhiều cái màu á, nó lạc quá thì các bạn chỉ cần dip 3 lớp và tùy theo cái cách dip của mình đó. Nếu mà lạc quá thì có thể các bạn dip xuống, các bạn giữ lâu một xí, đừng có để lâu quá đó. Đó, ok rồi, bây giờ là sẽ link thôi, các bạn thấy không, là sẽ link tất cả những cái guốc lệch ra này, các bạn nhìn nha, nhìn không, nó sát không, à, rất là sát ha. Đó, nhớ nha, cái lớp đầu á, các bạn dip 9 thôi, cái lớp thứ hai á, thì các bạn dip 10. Cái lớp đầu 9 á, ví dụ lớp đầu 10, lớp thứ hai là 10 thì nó rất là dài, nó critical. Đó, hay bị bong bóng ha. Ok, dip mà hay bị bong bóng á, là thứ nhất là các bạn sơn cái keo, có thể là cái keo của cái hãng nó, cái keo của cái hãng đó nó không có mượt. Đó, nó không có mượt có nghĩa là khi nó dính vào cái keo nó không có thấm nhanh được nên nó sẽ bị bong bóng. Và cái thứ hai nữa là các bạn dip quá nhanh. Ví dụ dip quá nhanh nó ngợp, khi mà nó ngợp thì cái keo nó không có vô được. Đó, nên các bạn nhớ nha, nó bị ngợp. Đó, các bạn thấy không, nó rất là mượt ha, rất là tròn. Rồi cái bước thứ ba này, cái đó là quan trọng này, cái này là cái lớp clear. Tại sao nhiều người sơn lên bị tróc mà không biết nguyên nhân tại sao. Thường thường á, thì các bạn biết là làm bột xong rồi mình phải có một xí gì làm trắng hồng hay bị lam, đúng rồi. Khi nào lại làm một trắng hồng là chia sẻ cho mọi người xem nha. Ok, còn xong đúng không, bây giờ là dip lớp clear này. Thường thường lớp clear này á, thì các bạn không cần phải cho mượt lắm, các bạn chỉ cần sơn cỡ 9.5 thôi là ok rồi, không cần phải sơn 10, dip nhẹ xuống một cái thả là bạn thấy không, 9 thôi. Hay là Alex sơn hai ngón một lần, Alex sơn rất là nhanh, hai ngón một lần, nhớ nha. Các bạn nhớ thường thường mà hai bên nó hay bị chóc á, thường thường á là các bạn có nhiều bạn sơn hai bên không đủ cái keo đó, không đủ cái keo nên dẫn đến cái hậu quả là nó bị hai bên bị lít hở. Nhớ nha, phải đủ keo hai bên, giống như đắp bột cũng vậy đó, đắp bột mà hai bên không đủ keo nó cũng chóc nữa ha, lưu ý điều đó cho Alex nha. Đó, rồi tiếp tục. Đó, tiếp tục còn thấy không, nè sát vô ha, Alex tiếp xúc nhẹ nhàng thôi. Đó, xong rồi đó, bên này cũng cày ha, thêm một lần nữa là xong ha. À, còn thấy không, rất là nhuyễn ha, dip xuống nhẹ xuống cái lắc cái xong đó rồi ha. À, làm trắng hồng tại sao dip hay bị coi bị bong bóng. Ok, vậy là xong ha. Xong quá trình này các bạn nhớ các bạn đóng nắp hộp, các bạn đừng có hurry. Cái hurry của mình á là cái cọ thì bị dính nè, mình xong mình đóng nắp hộp ra cho nó khô, tại vì anh lại đang cố tình câu thời gian cho nó khô.
Đó, khi nó khô xong rồi bắt đầu Alex mới bỏ cái activate lên ha. Phút nhẹ thôi, nhớ nha. Phải khô xí rồi mình mới đóng nha. Các bạn thấy cái cỏ này không bao giờ bị dính keo hết. À, không. Ok, vậy là xong ha. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ số mấy lên? À, mình sẽ bỏ số 3 lên để activate thôi. Đó, số 3 lên để activate. Đó, cái màu này là màu của Alex coi thử số đấy ha. Cái màu này là màu trong 50 màu á. Để Alex coi thử ha. Tại vì Alex lỡ làm cái sticker PC bung ra rồi. À, có thể thấy không? Bỏ cái TV lên. À. À, các bạn lưu ý nha. Cho dù các bạn làm gì vậy, các bạn phải giữ cái shape, còn thấy không? Này, Alex chưa có giữ cái shape nữa, đã thấy cái shape nó đều rồi. Nên cái trong cái quá trình mà Alex tip, Alex muốn chia sẻ cho mọi người, nếu các bạn làm dip mà không bị mất shape á, các bạn nhớ bóp cái shape vô xí. Để làm gì? Khi nhắc tới square hay là cupen, mình phải làm ốm vô xí. Tại vì sao? Khi cái nail mình mọc ra nó không có mọc phải không may fan. Right. Yes, see. Đó. Còn thấy không? Khi mà nó mọc ra nó không có mập, nó không có tròn giống Alex được. Nó phải thẳng. Nó phải thẳng thì nó mới sway cái shape được. Đó. Đó, trong bây giờ các bạn thấy không? Bây giờ Alex sẽ shape cái shape này. Alex chỉ shape vài cái thôi, Alex chỉ bỏ cái gì lên. Alex chỉ shape này. Các bạn thấy nhỉ? Móc cái shape từ dưới lên này, các bạn thấy không? Móc cái shape từ đây này ha. Móc lên. Đó. Móc lên nhẹ nhàng thôi. Đó. Thường thường á, các bạn biết tại sao mà cái giữa cái keo với cái acrylic nó khác nhau chỗ nào? Đó. Cái acrylic là thuộc dạng thể lỏng mau khô và có thể bốc mùi. Đó. Nhưng mà cái keo nó cũng là thể lỏng mau khô nhưng mà nó khô chậm. Đó. Nên khi các bạn làm xong rồi á, thì thường thường á, các bạn dip cái tay sao để cho nó cái thời gian nó tương đương với nhau, các bạn thấy không? Này nó cứng ngắt này. Đó. Tương đương với nhau thì cái keo nó vừa đủ, và thứ hai nữa là vừa đủ cái quá trình để cho mình dũa ha. Đó, nhớ cha lệch. Bên này cũng vậy ha. Đó, mình dũa cho sạch vô. Các bạn thấy là dũa cái sếp không? Này, cho nó sắc vô này. Cái sắc sắc nhìn nó cái sếp biết này nè ha. Đó. Dạ. À, sáng giờ làm mấy cái chanh rồi, đói bụng quá. Đói bụng quá chơi là đói bụng. Các bạn thấy không? Mình bóp vô ha, cho nó điền vô cho Alex. Bên này cũng vậy ha. Can you relax for me please? À, bên này cũng vậy. Các bạn nhớ bên chạy mình cua sau này, các bạn nhớ nha. Cái bột tiếp với cái bột màu á, thường thường Alex là nó xếp sắc, Alex hay chạy vậy này, hay lái vậy này ha, hay lái vậy cho Alex. À, thường thường bột dip thì các bạn dũa nó nhẹ tay hơn, tại vì nó mềm hơn là cái bột kẹt khuế liệt. Nên cái quá thì mình dũa nó sẽ rất là dễ hơn, nhưng mà nó cũng dễ rất là mất sấp. Tại vì sao? Nó không cứng giống nhạc khuế liệt. À, nhưng mà nó có độ đàn hồi, độ dẻo hơn nhạc khuế liệt. Đó là khác nhau, là khác nhau ở chỗ đó nha. Tại vì đàn hồi là giữa cái keo nó sẽ làm cho, ví dụ đôi khi nó bung 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 vậy nhưng mà nó không có sao hết. Nhưng mà khuế liệt là thể đoạn cứng. Cứng là nó giống như cái răng vậy đó, nó sứ vậy đó. Đó, nên nó gãy nó rất là dễ gãy, nhưng mà cái dip nó khác. Đó. Đôi khi nó mỏng thiệt nhưng mà nó rất là khó gãy, tại vì nó hòa kết giữa keo với bột. Đó. Các bạn vui lòng bấm nút share video cho Alex nha, thank you mọi người rất là nhiều. Đó. Are you doing dip Alex? À, có thể là bây giờ trở lên thì có thể là Alex sẽ làm dip nhiều hơn là một màu. Thì đa số bây lâu nay thì các bạn coi Alex làm đồ nhiều quá thì nói chung coi lại ha. Thì nói chung thì nhóm Alex sẽ ra những cái loại bột màu và những cái loại tip có thể hướng dẫn cho các bạn những cái kỹ thuật khác và lạ hơn và hay hơn nữa ha. Thì hy vọng qua những cái live video thì Alex hy vọng cũng gửi gắm những bạn nào mà làm hay bị nhiều hay là này nọ thì cũng có thể học hỏi nhiều hơn. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều bạn khác, những bạn làm trên online có thể họ cũng rất là giỏi về dip. Thì nói chung thì mình học, ai mình cũng phải học hết, mỗi người có một cái hay riêng. Đó, nên cái bản thân giữa là mình thấy được ở cái là hay, và trong cái quá trình làm live mình thấy có thể là ví dụ Alex chia sẻ tới đó, mình hay bị lông bóng mà mình không biết nguyên nhân tại sao, thì nó cũng là một cái câu hỏi rất là hay. Đó, thì vô tình mình sẽ gặp trong những cái câu hỏi đó thì Alex nghĩ mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Giá bao nhiêu một thủ bột nhúng à? Cái bột của Alex á, bột của công ty nhóm Alex á, là vừa đắp vừa dip luôn, các bạn không có worry là vừa đắp vừa dip ha. Ok, để Alex phân tích cho, cái bột nào các bạn đắp cũng được và các bột nào các bạn dip cũng được hết. Đó. Thường thường á, bột nói gì bột đắp á, thì các bạn lấy dip được hết. Nhưng mà có nhiều cái bột tại sao các bạn dip không có đều, tại vì cái phân tử nó to quá. Đó, bột dip là gì? Bột dip có nghĩa là giữa cái fitment nó nhiều,
hơn cái clear. Nên bây giờ các bạn khi các bạn apply cái bột lên nó rất là khó để các bạn mà đắp. Đó, nó không đắp bởi tại sao mà, nhưng mà ngược lại thì nó mịn. Đó. Nó mịn quá thì cái các bạn lấy cục bột lên nó bị tuột. Đó. Nếu mà mình muốn lấy được cục bột đắp được thì mình phải bỏ clear vào. Đó, các bạn phải lưu ý ở điều đó. Ha, và bên này cũng vậy hả? Alex sẽ làm từ từ ha. Alex sẽ phân tích là những cái question, nói chung thì Alex thì chuyên về đắp. Đó, chuyên về đắp. Đó, nhưng mà có thể là Alex sẽ tập trung vào cái đắp nhiều hơn nữa thì cũng sẽ phân tích ra những cái ý tưởng của Alex, giống như là làm nail cũng vậy. Cho dù mình làm bất cứ một cái ngành nghề nào cũng vậy, nếu mà mình có một cái ý tưởng, mình có một cái sáng tạo thì Alex nghĩ không phải cái nail riêng không và những cái khác. Ví dụ những ngành nghề khác thì mình có sẽ có những cái idea hay trong những cái công việc của mình. Bởi vì khi mình đi làm mình không có chán nản hay là mình bị ràng buộc này nọ đó. Ok, các bạn thấy không? Đó, khi Alex vũa xong đúng không? Alex xin nhìn liếc của bàn tay này, nhìn thử góc độ cạnh xếp giống nhau chưa? Đó, ok, bây giờ Alex sẽ vũa cái kiểu này nha. Đó, các bạn thấy chưa? Alex sẽ vũa nhẹ nhàng. Đó, nhớ bấm cái xếp nhẹ cho Alex ha. Bấm nhẹ thôi. Đó, nhẹ nhẹ nhàng thôi nhé, đừng có mạnh quá. Đó, mong manh về vợ lắm. Các bạn nhìn thấy không? Nè, phải đo cho hai cái xếp giống nhau, các bạn thấy không? Đó, đôi khi Alex dip xong các bạn tưởng Alex đắp không à. Hôm ngày hôm qua thì Alex có dip một cái bộ pin and white của cái nail Alex vừa force hồi đêm á. Thì đó là cái bộ mà Alex vừa dip hôm qua. Đó, các bạn nhìn vào là các bạn có tưởng là đắp không? Thì các bạn thấy không? Khi Alex dip các bạn thấy không? Nó giống đắp không? Y chang đắp luôn ha. Đó. Nên cái cách mà khi mà Alex nói á, thì Alex chia sẻ cho mọi người á, chỉ cần các bạn sơn sao cho nó mượt thì Alex nghĩ nó cũng sẽ ra đẹp giống như đắp. Các bạn nhìn thấy không? Góc cạnh thấy không? Nó giống nhau ha. Này, sát này. Thấy không? Giống đắp không? Này, độ dày này. Đó. Cho số điện thoại được không? Ok, được nha. Số điện thoại là 928 783 0531. Ở Jimmy Smile sẽ gửi cho các bạn nha, hoặc chị Justin nha. Mà bên này cũng vậy ha. Đó, các bạn thấy không? Này, thấy không? Nó đều không? Nó đều nhau hết rồi ha. Đó, Alex sẽ bóp cho xí nữa. Xong rồi Alex sẽ liếc tay qua cô khách này. Oh my god, thấy không? Nó giống nhau hết ha. Giống nhau hết. Đó. Cái này là thường thường các bạn lưu ý cho Alex á. Khi các bạn làm cái móng cốc bình xếp á, nhớ nha. Nó càng ngắn á, thì đừng làm cho nó ốm quá. Đó là Alex chia sẻ thật tình thôi. Nếu các bạn làm ốm quá, thì cái xếp nó ra không được đẹp. Đó là cái câu là chia sẻ thật tình, tại vì móng cốc hình á càng dài các bạn làm càng ốm nó mới đẹp, còn các bạn làm càng ngắn á nhìn nó rất là weird, nó không được tự nhiên, tại vì nó ngắn quá nên các bạn chỉ làm cho nó narrow little bit thôi. Thay vì các bạn cắt hai góc cạnh hai bên ốm vô một xí thì thay vì đó các bạn cắt vừa vừa thôi. Đó, đừng có làm dài quá ha. Và khi các bạn làm tiếp xong các bạn sẽ dùng một cái đầu dũa này, làm một cái đầu dũa này. Đó, các bạn dũa tất cả những cái dơ trong khi cô ra. You record my video. Các bạn nhìn nha, Alex sẽ vũa này rất là nhẹ nhàng. Đó, thường thường á thì các bạn dip đẹp rồi các bạn không cần phải vũa, nhưng mà mình làm việc nói chung thì mình lấy tiền khách ha, mình cũng phải làm cho nó câu một thời gian một xí. Để làm gì? Để cho khách họ thấy mình mình làm. Nói chung cái dip thì dip nó rất là nhanh hơn là đắp. Đó, chỉ cần dip cho thôi là mình chỉ cần mình vũa thôi mình lấy tiền. Đó, nhưng mà mình làm cái gì như vậy á, nói chung thì mình phải làm nó lâu xí ha. Để khách tham, để cho khách thấy được. Nói chung khách đó là chỉ khó lúc ban đầu thôi, nên các bạn nào làm khách đừng có ngại ngùng ha. Đừng có sợ khách khó quá làm không được, đừng có chán nản. Bản thân Alex vậy thôi. Đây là cái bộ nail Alex dip lần thứ ba thôi. Dip thứ ba thôi. Ngày xưa Alex đi dạy học sinh đó thì Alex chỉ có một hai ngón, Alex không làm nguyên bàn. Còn ngày hôm qua thì Alex có làm một bộ, rồi một bộ phiên ngành ngoài với cái bộ này đó. Xong rồi đúng không? Xong rồi Alex sẽ lấy cái đồ dũa này. Đó. Lấy cái đồ dũa này để làm gì? Để dũa cho nó sự cân bằng thôi. Cân bằng là gì? Cho nó độ cong bên này, cân bên kia xí. Đó. Tại vì cái bột dip nó khác bột đồng. Đó. Bột dip nó có bột đồng, mình dũa nhẹ thôi. Đó. Để làm gì? Cho nó mượt ra. Đó. Cho nó mượt ra. Đó. Mượt nhẹ nhàng. Thấy không? Cái dũa rất là hay. Cái dũa nó các bạn vừa tháo xi lát này, vừa tháo vừa dũa láng này. Đó.
rất là hay. Và dũa mịn nữa đó, cái này cũng vậy ha, rồi sẽ dũa nhẹ nó critical cho nó tròn tròn nó đẹp ha. Và bên này cũng vậy. Thank you mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những cái video cho Lệt. Và Lệt cũng hy vọng sẽ làm những cái video ngay khác hơn nữa. Và Lệt sẽ soạn ra những cái fashion cũng giống như những cái ý tưởng của Lệt khi ở bên làm clip, thì Lệt sẽ chia sẻ cho mọi người dễ hiểu hơn ha. Nếu các bạn nào mà không hiểu về nhiều hay là ngại ngùng khi các bạn làm thì có thể liên lạc Lệt. Nói chung thì các bạn mua bột của ai cũng vậy, không phải của Lệt, thì cứ mạnh dạn nhắn tin hỏi thì Lệt sẽ trả lời hết. Là con có khe là you mua bột của Mimi mới trả lời, là con có khe vậy ha. Rồi con nhớ nha, làm sao cho nó mượt. Con thấy không, rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Xong các bạn chỉnh nó dưới cho Lệch nè, nhẹ nhàng ở dưới này thôi ha. Nếu các bạn nào mà muốn mua những cái loại keo thì có thể là máy tình đó ha, nó sẽ ra. Thì bên cạnh đó thì nhóm Alex sẽ có nhiều cái ý tưởng hay hơn nữa về những cái design. Sẽ subscribe mọi người đó, sẽ subscribe mọi người đó. Buffer mời xong các bạn nhớ nha, buffer cái dip nó khác với bột màu, các bạn phải buffer kiểu gì đó, buffer kiểu gì thôi đó, nhẹ nhàng thôi đó. Nó rất là mượt. Thank you Lam Fan nha. Thank you. Đồ dũa này gọi là gì vậy bạn? Ok, cái đồ dũa này gọi là cái skinny nha, đi quan vẫn chim mì. Chim mì. Cái đồ dũa nhỏ là đi quan vẫn chim mì. Chắc là hồi chắc là bị tra tấn rồi. Chim mì smile nó. Trời ơi, làm lâu rồi mà không có nhớ cái tên đồ dũa, chết rồi. Alex cứ tưởng là cái ốm thôi. Nhẹ nhàng nha các bạn nhớ nha, dip là các bạn bóc cái hồi kiểu gì ra Lệch ha. Bột màu thì các bạn khỏi cần. Bột màu thì các bạn dip cái gì thôi, nhưng mà dip với các bạn dip cái gì cho nó đẹp ha, cho nó tự nhiên đó, cho nó tự nhiên xong các bạn lại sẽ làm cho nó sạch đó. Xong rồi làm gì, Lệch sẽ lấy cái đồ phủi bụi ra, Lệch sẽ phủi bụi ha, phủi cho sạch trước khi mình bỏ cái gel lên. Ok, thường thường thì Lệch biết các bạn làm dip cũng nhiều đúng không, thì các bạn thường thường hay các bạn dùng cái số 4 của cái chai chai keo của các bạn đó, thì cái top coat của các bạn. Nhưng mà Alex thì khác, Alex sẽ dùng cái loại keo, cái chai keo của Alex luôn. Cái chai keo mà Alex hay giới thiệu cho mọi người á là số 4 á, là cái chai này. Alex không có xài, thường thường á có nhiều hãng á thì nó shiny, có nhiều hãng thì nó không có shiny. Nhưng mà thứ hai các bạn sơn, các bạn bỏ cái quạt bên cho nó khô, các bạn sơn lớp thứ hai. Còn không nữa là các bạn bỏ lớp thứ hai lên nó bị sơn xong để khô xí, xong mình sơn lên thứ hai đừng có sơn liền. Thì đó là cái cách mà Alex thấy có nhiều bạn chia sẻ cho Alex, có những bạn làm dip thì họ cũng rất là hay, họ nói là sơn xong để khô, thì đó là Alex chia sẻ cho mọi người đó. Thì Alex cũng làm theo cách đó, hoặc là làm cách còn không nữa thì Alex sẽ lấy chai treo của Alex. Chai treo này vừa dùng cho dip, vừa dùng cho khom, dùng cho bột màu và dùng cho silat luôn, khỏi cành chùi, rất là bóng đó, rất là bóng, các bạn thấy nha. Trời ơi cái màu đẹp quá, nhẹ nhàng thôi nha. Cái chai treo này có cái hay là nó không có bị rút, nó không có bị rút, các bạn thấy không, Alex sơ lên nó không có chảy ra ngoài da. Alex thích là thích ở chỗ đó. Và nó rất là bóng, khi hai tuần trở lại nó cũng rất là bóng ha. Nhẹ nhàng thôi nhớ nha. Thank you mọi người nha. Mọi người có thể bấm share video cho Alex được không, thank you mọi người rất là nhiều. Đây là cái cách tiếp thứ hai. Ngày hôm qua Alex chia sẻ cái cách đầu tiên là cách khác. Này, cái clip là clip thứ hai, và Alex sẽ nghe cũng thêm một cách nữa là làm cái độ cong. Cong hơn nữa, cong giống như bột màu luôn. Cái này cũng rất là cong nha, Alex muốn cong hơn nữa. Thì cái cách đó cong á, Alex mấy bữa Alex có làm lâu rồi, Alex chia sẻ cho mọi người á. Thì cách đó, có nếu mà ví dụ khách nào mà khó quá thì Alex sẽ chia sẻ các bạn cách làm cong. Cong kiểu giống như cái tắp. Khách quay lại có bị bóc lớp két lên không, Alex không nha. Không. Alex biết là nhiều chơi keo bị nhiều cái bị chóc, Alex biết, nhưng mà cái keo của công ty Alex là cái chai top này nó không có chắc. Nhưng mà lưu ý phải để đúng 2 phút cho Alex nha. Bạn nào để 1 phút là coi như là không được. Lưu ý, can I help you? Ok, pick out color, ok. Nhẹ nhàng thôi ha. 3 mẫu 1 bông nữa. Các bạn thấy nhìn Alex xoay sát cho coi nha. Này. Thấy không? Xoay sát cho coi này. Nhớ nha, sát vô cho Alex. Nhớ nha,
cho dù keo không ra ngoài da, a lịch phỉnh hay lấy cái tay, đó là một cái thói quen của mình để mình giữ cái xếp, giữ cái xếp. Đó, các bạn thấy chưa? Khi các bạn quẹt top coat cũng giống như các bạn quẹt chai số 2 vậy đó. Hiểu lại nói không? Có nghĩa các bạn quẹt chai số 1, số 2 cũng giống như các bạn quẹt top coat vậy. Chỉ cần các bạn dày chỗ nào thôi là cái dip mình nó bị đùng chỗ đó, hoặc nó bị dày chỗ đó. Đó, đó là cái cách mà mình để nhìn nhận biết được đó. À, bởi cái cách mà khi các bạn nhớ nha, không được nhấp cọ này, xuống đây không được nhấp nhiều lần như vậy, nhấp vậy nó bị đùng liền, đừng có nhấp vậy. Nếu các bạn không tin knowledge á, các bạn lấy chai sơn màu, các bạn sơn thử đi, các bạn nhấp nhiều lần ở đây thử đi, các bạn sẽ thấy cái sơn nó bị đùng liền. Cách nhận biết dễ lắm, lấy nước sơn thường á, sơn thử đi các bạn sẽ thấy, hoặc lấy tức sơn silat các bạn sơn thử đi, các bạn sẽ thấy bị đùng của cái sơn màu hoặc cái của cái silat. Đó là cách mình biết nhận biết được cái lỗi của mình sai ở chỗ đó. Nên khi các bạn dip nhỉ, các bạn nhớ chỉ kéo xuống một lần thôi. À, còn thấy không? Rất là điều ha, rất là điều. Đó, vô hết. Bên này cũng vậy. Ok, put back the line for me please. Ok, nhớ cho lại là phải 2 phút nha, 2 phút. Tại vì á, cái dip nó khác với cái bột màu. Tại vì á, tại vì sao lại để lại phân tích cho mọi người hiểu, tại sao mọi người không biết tại sao nó chắc. Tại vì á, cái dip á, là cái keo nó có thể gọi là sao, cái sự đàn hồi đúng không? Cái sự đàn hồi. Nó mỏng, nó đàn hồi nhưng mà nó cũng gãy. Nhưng bột á thì nó khác, bột nó cứng. Nhưng mà khi mà đàn hồi cái nó sẽ gãy liền. Đó, cái khác nhau ở chỗ đó. Đó, nói chung là lịch làm trong bột nhiều, lịch cũng tìm đòi ra cái cách đó thôi. Đó, tại vì các bạn thấy không, bột nó rất là cứng. Cái bột các bạn đâu có bẻ được đâu. Các bạn có thể bẻ cái là nó bị gãy liền. Bởi cái keo nó không chót được. Nhưng mà cái dip á, cái keo nó có thể đàn hồi được, nó mỏng nó đàn hồi được. Nhưng khi nó đàn hồi á thì cái top coat trên nó sẽ bị nứt liền. Nứt nó sẽ bị chóc liền. Đó, đó là điều quy luật tự nhiên thôi. Nên các bạn phải lưu ý cái điều đó. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ bỏ cái top coat lên ha. Đó, top coat lên. Thì Alex sẽ chụp hình cho mọi người xem thử Alex dip ra và cái shape như thế nào. Nó có tròn này không? Okay, can I see the note? Các bạn thấy không? Đó, vậy là xong rồi ha. Đó, cho nó sát này, là quay sát cho coi nè. Cực kỳ sát này ha. Đó, sát này. Rất là sát ha. Đó. Vậy là xong rồi ha. Ok, can you put back the light for me, ok? Where you buy bottle cuticle? Em. Ok thôi Alex, bye bye mọi người nhé. Có gì Alex sẽ làm cái live khác nữa, thì Alex sẽ chia sẻ cho mọi người những cái kỹ thuật hay hơn nữa. Thì những bạn nào mà muốn mua bột hay là muốn những chai keo này nọ thì có thể lên website order ha. Thank you mọi người rất là nhiều. Bye bye.